Em Liêm xin kính chào thầy cô, xin kính chào tất cả các thành viên trong nhóm kỷ luật thép và tất cả các cô bác anh chị chúng ta đang theo dõi cái video này. Trong cái video ngày hôm nay thì em Liêm xin được chia sẻ đến tất cả mọi người cái tháp nhu cầu Maslow thể hiện ở 5 bậc, 5 tầng và càng lên cao thì chúng ta sẽ càng ít. Đấy, thì cái nhu cầu đầu tiên và chắc chắn ai cũng có đó là nhu cầu về sinh lý như là ăn, mặc và ở, đúng không ạ? Nhu cầu số 2 đó là nhu cầu về an toàn. Nhu cầu về an toàn đó là gì ạ? Một nơi an toàn để chúng ta sinh sống, không có trộm cắp, không có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, đúng không ạ? Một cái nơi để chúng ta an toàn để học tập, con cháu chúng ta học tập và diện một cái nơi để chúng ta có thể an toàn đến để chữa bệnh, đúng không? Mang lại cái sức khỏe cho mình. Và cái nhu cầu số 3 đó là nhu cầu được yêu thương, được thuộc về, đúng không? Chúng ta là một con người và chúng ta sống có đội nhóm, đúng không? Thì tùy vào cái sở thích và cái năng khiếu của từng người. Người thích tập yoga thì chúng ta tham gia câu lạc bộ yoga, đúng không? Người thích tập bóng chuyền, đúng không? Thì họ tham gia những cái câu lạc bộ bóng chuyền, đúng không? Người thích chơi game thì có những cái đội nhóm chơi game ở trên mạng, đúng không? Hoặc là người thích làm YouTuber, đúng không? Thì họ sản xuất ra những cái video, đúng không? Để chia sẻ cho mọi người. Đấy là nhu cầu được yêu thương, được thuộc về, đúng không? Và nhu cầu thứ tư đó là nhu cầu được vinh danh, được tôn trọng. Đấy là khi mà chúng ta có một cái sự nghiệp thì chúng ta rất cần được xã hội được tôn trọng, ngưỡng mộ, đúng không? Như là các YouTuber thì được vinh danh nút vàng, nút kim cương, đúng không? Thì đều muốn được xã hội biết đến và tôn trọng mình. Đấy. Và cái nhu cầu cao nhất của con người đó là nhu cầu tự thể hiện. Tức là chỉ có rất ít những người trong xã hội chúng ta có cái nhu cầu này. Đó là nhu cầu được học tập, phát triển cái bản thân bên trong của mình. Đấy. Chứ không phải là làm những cái công việc bình thường ở trong ngày. Mà là gì? Phát triển bản thân. Làm đẹp từ trong ra ngoài, đúng không ạ? Có một cái tâm lý ổn định, một cái thế giới tâm linh cực kỳ bình an và để họ đi chia sẻ cho xã hội đấy và mang lại những cái giá trị cho xã hội. Chúng ta có thể thấy những cái người rất ít như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc là Chúa Giêsu hoặc những nhà vĩ đại như là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, đúng không ạ? Rồi thì đến những cái nhà khoa học lẫy lừng như là Thomas Edison, rồi thì Steven Jobs, đúng không? Và diện Albert Einstein, đúng không? Đấy là cái nhu cầu cuối cùng và cái nhu cầu cao nhất của con người. Đó là nhu cầu tự thể hiện mình. Và trên đây là nội dung chia sẻ của em Liêm. Em Liêm vô cùng biết ơn đến thầy cô và môi trường. Và nếu tất cả các cô bác anh chị chúng ta thấy video hay và có ý nghĩa thì hãy nhấn vào nút đăng ký và chia sẻ để Liêm có thêm cái động lực làm những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.